Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Nga Sơn tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh thành phố khác vào địa phương, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập. Tập trung triển khai các biện pháp chăm sóc bảo vệ thủy sản mùa nắng nóng. Tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 789 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép. Theo nội dung công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trao đổi thống nhất với các địa phương có liên quan để thống nhất áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không ngăn sông cấm chợ, không gây ách tắc hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện việc cách ly y tế đúng đối tượng quy định đối với người đến từ vùng dịch, chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả các bệnh viện trong tỉnh đều phải đảm bảo các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã được vận hành với quy mô 200 giường bệnh. Gần 20 y bác sĩ, nhân viên y tế đã được cập nhật đầy đủ phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 và kiểm soát nhiễm khuẩn được điều động làm nhiệm vụ tại khu vực điều trị này. Tại đây, hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tích cực và 34 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm đang được cách ly theo dõi. Sở Y tế cũng đã xây dựng phương án trưng dụng toàn bộ bệnh viện với quy mô 500 giường bệnh để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong trường hợp số bệnh nhân vượt quá 200 người. Đối với nhân lực thì bệnh viện cũng đã có các cái kế hoạch đào tạo, tập huấn từ các cái bệnh viện tuyến trên để đảm bảo được các cái nắm bắt được các cái nội dung về cái việc tập huấn về nội dung về chẩn đoán điều trị và theo dõi người bệnh cũng như là các cái kiến thức về cái việc là phòng lây nhiễm ở trong cơ sở điều trị cách ly. Để chủ động đáp ứng các cấp độ của dịch, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả các bệnh viện trong tỉnh khẩn trương củng cố các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, đặc biệt là máy thở, hệ thống oxy trung tâm, khí nén, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, sẵn sàng tiếp nhận cách ly và điều trị người bệnh mắc COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, các bệnh viện trong tỉnh cũng đang rà soát củng cố, nâng cao năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đáp ứng với các tình huống dịch. Là địa phương giáp danh với tỉnh Ninh Bình, lại có nhiều người đi học, đi làm ăn xa ở các tỉnh ngoài. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Nga Sơn đang tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ tất cả những người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa phương, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Trên địa bàn xã Nga Điền có 7 tuyến đường lớn nhỏ, thông thương với các huyện Kim Sơn và Yên Mô của tỉnh Ninh Bình. Hoạt động giao thương giữa các địa phương diễn ra với lưu lượng lớn. Để kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Nga Sơn, duy trì tốt hoạt động của chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 10, xã Nga Điền còn bố trí lực lượng kiểm soát tại 6 tuyến đường nhỏ. Mọi người ra hoặc vào địa bàn đều phải thực hiện khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, không để lọt các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vào địa bàn. Chúng tôi thực hiện kiểm soát liên tục 24/24 giờ trong ngày, phối hợp với cả chính quyền địa phương tập trung xử lý vào những cái giờ cao điểm, ví dụ như là đầu tối hoặc ban đêm, thì để đề phòng các cái phương tiện mà người ta trốn tránh cái sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 lần này thì cũng phải là phần lớn là dựa vào cái cộng đồng dân cư để cùng với lại các cái tổ giám sát thôn để mà tăng cường công tác kiểm soát các cái lối mở mà từ địa phương khác chuyển đến đối với địa phương. Ở bên cạnh đó thì đối với địa phương thì thường xuyên cũng tăng cường lực lượng, đặc biệt lực lượng quân sự và công an là thường xuyên
tuần tra kiểm soát, phối hợp với lại công an của hai xã Lai Thành và Yên Lâm để mà tuần tra các cái vùng giáp xanh đối với lại ba địa phương này. Bên cạnh việc kiểm soát chặt các cửa ngõ giao thông, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nga Sơn đã yêu cầu các xã thị trấn liên tục rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý. Hiện tại huyện Nga Sơn đang cho thực hiện cách ly tập trung đối với 2 trường hợp trở về từ vùng có dịch và gần 250 trường hợp đang cách ly tại nhà. Các tổ giám sát cộng đồng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc theo dõi các trường hợp đang cách ly tại nhà, hàng ngày báo cáo ban chỉ đạo các cấp về tình hình công dân đi về địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong toàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tôi là phải thường xuyên kiểm tra giám sát các công dân cách ly để coi như là động viên họ là phải ở nhà cách ly theo đúng theo cái hướng dẫn của ngành y. Nhân dân cũng đã phát hiện được một số trường hợp là đã ở địa phương khác để đi về địa phương nhưng mà không khai báo, thì cũng đã có các cái thông tin với tổ giám sát cộng đồng, rồi thường trực ban chỉ đạo và trạm y tế để xuống trực tiếp để yêu cầu vận động các cái trường hợp đó lên để khai báo y tế để sàng lọc, để có cái biện pháp để phòng chống dịch kịp thời theo quy định. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc huyện Nga Sơn quản lý chặt chẽ di biến động người vào địa bàn là cần thiết để kịp thời sàng lọc những trường hợp có yếu tố nguy cơ, qua đó ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, toàn tỉnh có 2 cơ sở nghiên cứu giống gia cầm, 23 cơ sở cung cấp lợn giống. Việc sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đáp ứng được 70% số lượng lợn giống và khoảng 50% giống gia cầm. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025, gia cầm toàn tỉnh đạt 26 triệu con, sản xuất giống trong tỉnh đáp ứng được 60% nhu cầu, duy trì tổng đàn 1,2 triệu con lợn và được cung cấp khoảng 70% nhu cầu con giống trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành cũng đưa ra các giải pháp như quy hoạch, mở rộng các cơ sở sản xuất giống bố mẹ gắn với chọn lọc, nhân đàn, chủ động sản xuất con giống có năng suất chất lượng cao, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nguồn giống như thụ tinh nhân tạo, lưu trữ, bảo vệ nguồn gen. Hàng năm tổ chức tốt việc bình tuyển, quản lý đàn lợn giống cấp bố mẹ đủ tiêu chuẩn để sản xuất giống thương phẩm phục vụ sản xuất. Với những hộ chủ động được con giống, cần chú trọng đầu tư xây dựng chuồng trại và phát triển chăn nuôi theo phương pháp sinh học, tiêm phòng vaccine định kỳ. Trong mùa hè, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản. Do vậy, bà con cần chú trọng hơn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ nhằm giảm thiểu những thiệt hại do nắng nóng gây ra. Gia đình ông Võ Văn Phương, thôn Châu Triều, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, có 9 ao nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Trung bình mỗi lứa nuôi, ông thu hoạch được từ 13 đến 14 tấn tôm thương phẩm. Riêng mùa nắng nóng này, trên mái các bể nuôi, thay vì che phủ nylon lông như mùa đông, ông chuyển sang sử dụng các tấm lưới lam để giảm nhiệt độ, đồng thời đảm bảo ổn định nguồn điện để sục khí. Chủ yếu là nuôi bằng sục khí, thì máy là phải chạy 24/24. Trong cái quá trình nuôi á, thì không bao giờ để cho tránh tình trạng mất điện, thì phải có máy phát dự phòng. Trại nuôi cá giống của anh Lê Viết Duy ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng cá chết lẻ tẻ do bị sốc nhiệt. Vì vậy, trong những ngày này, anh luôn chú trọng đến chế độ cho ăn phù hợp nhằm tăng sức đề kháng cho thủy sản, vệ sinh ao nuôi. Thời tiết nắng nóng, con cá hay bị bệnh tật, hay bị ngạt khí nên là chúng tôi phải thường xuyên đi quan sát con cá ngày đêm. Và kèm theo đấy là chúng tôi phải bổ sung thêm một số như là vitamin C, một số khoáng. Hiện Thanh Hóa có 19.500 ha thủy sản được nuôi thả trong vụ xuân hè. Trong đó, nuôi nước ngọt 14.150 ha, nước mặn lợ 5.350 ha. Đây cũng là vụ nuôi chính trong năm. Tuy nhiên, nhiệt độ phù hợp để phần lớn các đối tượng thủy sản phát triển là dưới 30 độ C, trong khi mùa hè xuất hiện nhiều đợt nắng nóng trên 30 độ C, thậm chí là 37-38 độ C. Điều này sẽ gây ra hiện tượng thủy sản bỏ ăn, kém ăn, thậm chí dịch bệnh. Một số ao nuôi thủy sản bị chết vì sốc nhiệt. Do vậy, người nuôi cần quan tâm theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp quản lý môi trường, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh, giảm khẩu phần ăn của thủy sản trong những ngày nắng nóng.
với nuôi cá nước ngọt, có thể sử dụng bèo tây để làm nơi tránh trú cho cá. Đối với diện tích nuôi tôm trên ao nuôi phủ bạt, để hạn chế nắng nóng, người nuôi sử dụng lưới che phủ 2/3 diện tích mặt ao. Tùy từng đối tượng và tùy từng quy mô mô hình, có thể dâng mực nước lên cao nhất có thể và đảm bảo được cái yêu cầu kỹ thuật của từng đối tượng nuôi. Quạt nước, sục khí đáy để cho nó cân bằng nhiệt độ giữa từng mặt và từng đáy. Bổ sung vào trong thức ăn những cái chất dinh dưỡng, ví dụ như vitamin C hoặc là một số các cái sản phẩm mà hiện nay đang có lưu hành trên thị trường được Bộ Nông nghiệp cấp phép ấy. Từ tháng 5 đến tháng 7 là giai đoạn thời tiết biến động thất thường, nắng nóng xen kẽ mưa lớn làm cho các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, độ mặn, độ kiềm biến động lớn, làm giảm sức khỏe và khả năng chống lại bệnh tật của thủy sản nuôi. Do vậy, thời gian tới, việc tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ các đối tượng thủy sản trước những ảnh hưởng của thời tiết là điều kiện quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả kinh tế, hoàn thành mục tiêu đề ra trong nuôi trồng thủy sản năm 2021. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021. Để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy chế, các trường trung học phổ thông tại tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ kỳ thi, đặc biệt là sẵn sàng các phương án thi trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch hiệu quả, vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, ngay từ đầu tháng 5, trường trung học phổ thông Lê Lai, huyện Ngọc Lặc đã chuẩn bị kỹ càng từ việc ôn tập đến ổn định tâm lý học sinh, các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Do huyện Ngọc Lặc vẫn đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, nên nhà trường vẫn cho học sinh đến trường trực tiếp ôn thi, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đo nhiệt độ, sát khuẩn, đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách. Làm cái trường miền núi, nhưng chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp vừa phòng chống dịch và bên cạnh đó chúng tôi tập trung ôn tập cho học sinh. Đấy, lần thứ ba này thì chúng tôi tập trung ôn vào cái tổ hợp 6 môn và tổ chức thi kiểm tra giám sát. Theo kế hoạch, chỉ còn hơn một tháng nữa là các em học sinh lớp 12 sẽ bước vào một kỳ thi đặc biệt trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Tuy có chút lo lắng nhưng với nhiều học sinh, đây là kỳ thi mong chờ nhất trong suốt 12 năm học. Ở trong kỳ thi tới thì bọn em vẫn hơi lo lắng, nhưng mà tại vì là được ôn rất là kỹ càng nên là bọn em vẫn luôn sẵn sàng tinh thần để bước vào kỳ thi tiếp theo. Mong muốn của em là ở kỳ thi tới thì sẽ làm bài tốt, đạt điểm cao và có thể được an toàn nhất ạ. Tỉnh Thanh Hóa có 40.236 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tại 75 điểm thi với 1.711 phòng thi. Hiện nay cùng với việc ôn tập nước rút cho học sinh lớp 12, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất, chuẩn bị cho kỳ thi, kể cả việc chuẩn bị phòng thi dự phòng, các phương án cách ly với các thí sinh thuộc diện F2, thí sinh có biểu hiện ho sốt. Các trường hợp thí sinh F1 sẽ thi tại điểm thi riêng. Năm học này, tuy các trường đại học cao đẳng đã có nhiều thay đổi tuyển sinh theo hướng có lợi cho thí sinh và phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là chủ yếu. Thế đến thời điểm này thì nhà trường cũng đã chuẩn bị các điều kiện về phòng thi, rồi về hồ sơ thi và kiến thức đảm bảo cho các em. Thì chúng tôi đã kết hợp song song các cái hình thức dạy học. Trong điều kiện học sinh không đến trường được thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch để giảng dạy qua cái hình thức trực tuyến, rồi hướng dẫn cho các em học sinh tự học ở nhà. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan không được chủ quan lơ là trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo mục tiêu kép, vừa có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông công bằng, khách quan, chất lượng, nghiêm túc, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là một số hướng dẫn về sử dụng điện an toàn trong mùa nắng nóng. Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bàn là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa có bài viết phân tích chi phí không chính thức hay còn gọi là tham nhũng vặt có ở tất cả các nhóm, các công đoạn khi thực hiện các thủ tục hành chính và ở nhiều địa phương. Những chi phí này không chỉ làm gia tăng chi phí tuân thủ mà còn khiến người dân, doanh nghiệp mất niềm tin vào các cơ quan hành chính nhà nước. Theo bài báo, giảm chi phí không chính thức thì sẽ giảm tham nhũng vặt. Bài viết dẫn lời ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, để hạn chế tình trạng nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, cần minh bạch hóa hệ thống pháp luật, xóa bỏ sự chồng chéo giữa các luật, phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và xóa bỏ cơ chế xin cho. Chừng nào còn cơ chế xin cho thì còn dư địa cho tham nhũng vặt. Các chuyên gia tư vấn pháp luật là các luật sư cũng cho rằng cơ chế xin cho và dịch vụ công rất dễ gây ra nguy cơ tham nhũng vặt. Điều nguy hiểm, vấn nạn này đã lan tràn thì sẽ không dừng lại ở dịch vụ công mà nhiều dịch vụ tư cũng có hiện tượng tham nhũng vặt. Để hạn chế tham nhũng, trước hết cần bỏ bớt, hạn chế cơ chế xin cho, bỏ những quy định mập mờ không rõ ràng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong giao dịch hành chính, vừa bớt chi phí, vừa giảm việc gây khó dễ. Rút kinh nghiệm từ Hải Dương, trong đợt dịch lần này, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động quyết liệt tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho tâm dịch Bắc Giang. Tuy nhiên, theo báo điện tử Đại biểu Nhân dân, vấn đề này hiện mới chỉ được giải quyết ở phần ngọn. Bài báo dẫn lời các chuyên gia phân tích, trong bối cảnh dịch bệnh, chính phủ cần làm tốt hai vấn đề để thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Một là phải có chỉ đạo chung cho các tỉnh bằng văn bản, như khi có xe nông sản đi qua, cần làm những gì để vừa an toàn dịch bệnh, vừa không phải dừng đỗ nhiều mất thời gian trên đường, đặc biệt ở khu vực giáp danh, cửa ngõ. Hai là hỗ trợ xuất khẩu để tránh tình trạng bị ép giá, đảm bảo thủ tục thông quan thuận lợi. Nói cách khác, gốc của vấn đề là phải tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa. Chính phủ phải có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản để có cách làm thống nhất. Nếu không, dịch còn diễn biến phức tạp và rất có thể đây sẽ không phải chỉ là vấn đề của riêng Bắc Giang. Báo Tuổi Trẻ có bài viết thông tin, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị chính phủ cho phép các tổ chức phải thanh toán không dùng tiền mặt với tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa, không giới hạn tổng giá trị thanh toán thay vì mức 20 triệu đồng hiện nay đã lạc hậu. Nhưng đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia ủng hộ quy định buộc doanh nghiệp phải thanh toán không dùng tiền mặt để tăng minh bạch dòng tiền, đồng thời giúp cơ quan thuế kiểm soát doanh thu và chi phí của các tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng cường tính nghiêm minh trong công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại lo ngại sẽ gặp khó do hạ tầng thanh toán chưa đồng bộ, khách hàng là cá nhân chưa có tài khoản, quyết toán các chi phí tiếp khách, nhất là với các khoản chi chỉ vài triệu đồng. Chẳng hạn, với các khoản chi tiếp khách dưới 20 triệu đồng, do hiện nay vẫn có thể chi bằng tiền mặt, nên thông thường nhân viên sẽ trả trước và lấy hóa đơn về thanh toán. Nếu tất cả khoản chi sẽ phải thanh toán không dùng tiền mặt, không biết giải quyết thế nào với những khoản chi này. Đường nhập lậu vào nước ta trong suốt thời gian dài để lại những hệ lụy rất nghiêm trọng cho ngành mía đường trong nước, làm cho nhiều nhà máy đường ngưng hoạt động, nông dân thua lỗ nặng nề, nhà nước thất thu thuế lớn. Theo báo điện tử Nhân dân, các địa phương cần triển khai các biện pháp nhằm siết chặt biên giới, kiểm soát đường nhập lậu. Để ngăn chặn đường nhập lậu, ngoài việc lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát và quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán đường nhập lậu, thì các nhà máy trong nước cũng cần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, bao gồm mở rộng vùng nguyên liệu và quản lý chặt chẽ trong các kênh phân phối, xuất hóa đơn bán hàng đường, đảm bảo đầy đủ nội dung đúng với thông tin ghi trên bao bì về nguồn gốc xuất xứ, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, góp phần ngăn chặn việc sử dụng bao bì để chứa đường nhập lậu, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm đường. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần quy hoạch lại nhu cầu sản xuất mía đường, đáp ứng thị trường theo hướng giảm giá thành, tăng năng suất, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, tại các giao lộ có mật độ phương tiện đông trong nội đô thành phố Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã gắn một số biển phụ cho tất cả các phương tiện được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều chủ phương tiện, đặc biệt là người điều khiển xe gắn máy, mặc dù không rẽ phải nhưng vẫn đứng vào làn phía trong gây cản trở cho các phương tiện muốn rẽ phải.
Đây là bất cập cần phải được cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ để phát huy hiệu lực của biển báo, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tại nhiều tuyến đường giao nhau như ngã tư đại lộ Lê Lợi, đường Trần Phú, ngã ba đường Bà Triệu, đường Nguyễn Chí Thanh, ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ với đường Bà Triệu, ngã ba Tống Duy Tân, đường Lê Hữu Lập, ngã tư Lê Hoàn, đại lộ Lê Lợi, cơ quan chức năng đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông gắn biển báo chỉ dẫn các phương tiện mô tô, xe máy điện được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Đi kèm với các biển báo chỉ dẫn còn có vạch sơn phân định phần đường cho các phương tiện rẽ phải. Thế nhưng nhiều người điều khiển xe máy, xe đạp dừng chờ đèn đỏ để đi thẳng, lại dừng xe tại phần vạch ưu tiên cho xe rẽ phải, khiến xe có nhu cầu rẽ phải không thể vượt lên. Hầu hết các chủ phương tiện ngậm ngùi chờ trên đèn đỏ chuyển xanh mới tiếp tục di chuyển. Người tham gia giao thông đều rất bức xúc cho rằng việc gắn biển báo phụ không phát huy được tác dụng và có cũng như không. Khi mà người ta dừng đèn đỏ ấy, thì đâm ra những người rẽ phải người ta không rẽ được, bởi vì những người dừng đèn đỏ người ta đã lấn cái làn mà người đằng sau được phép rẽ phải rồi. Cái đấy thực sự là bất cập. Tôi đề xuất là cái phương án là thành phố bổ sung cải thêm vạch mắc võng ở trong cái làn đấy để cơ quan lượng chức năng cũng có cái chế tài để xử phạt đối với những người mà người ta dừng không đúng nơi quy định. Theo tôi là các cơ quan chức năng là cần phải có những cái vạch kẻ rõ để là các cái phương tiện giao thông tham gia giao thông người ta đứng đúng làn đúng vạch, để những người mà như chúng tôi đây đi ô tô nhiều lúc là có cái biển báo đấy nhưng mà người ta đứng kín hết rồi, xe máy đứng kín hết rồi nên ra chúng tôi không thể rẽ được, nên ra có cũng như không. Tình trạng người tham gia giao thông lấn làn không phân biệt được các làn xe, dừng đỗ tràn lan là thực tế tồn tại từ lâu. Điều này không chỉ xuất phát từ ý thức kém của bộ phận người dân mà còn do bất cập từ hệ thống hạ tầng giao thông đô thị thành phố Thanh Hóa. Thiết nghĩ lực lượng chức năng cần có biện pháp khắc phục bất cập này để biển báo hiệu giao thông phát huy hiệu lực, góp phần chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.